xin có 10.000 đi chơi net mà cũng không cho nữa. Chào mừng anh đến với trò chơi con heo. Trò chơi con heo là sao? Nếu anh đồng ý chơi trò chơi của chúng tôi thì anh sẽ được hóa thân thành một nhân vật bất kỳ mà anh muốn, và anh sẽ có tất cả những kỹ năng của nhân vật đó. Sau đó chúng tôi sẽ đưa anh tới một thế giới game được thiết lập với tỷ lệ thuận lên tới 99.9%, và nhiệm vụ của anh là tiêu diệt con boss và giành lấy giải thưởng lớn nhất của chương trình. Nhưng mà lỡ tôi bị thương thì sao? Anh yên tâm đi, tất cả chỉ là giả lập mà thôi. Vậy là chỉ có một mình tôi chơi à? Không, hiện tại đang có một số người chơi đã tham gia vào trò chơi trước anh. Như anh có thể thấy, đây chính là một người chơi đang chọn nhân vật Lee Sin và đang tập đá sóng âm. Ok, tôi tham gia. Ok, thế anh chọn nhân vật gì? Yasuo, 15 phút GG, con quách gà quá mờ. Khi anh bước vào trong thì anh sẽ chính thức tham gia trò chơi con heo của chúng tôi. Ok, anh sẽ nhận được một chiếc điện thoại để liên lạc với người quản lý trò chơi. Ừ, tôi đi đây. Chúc may mắn. Ê Lee Sin, hợp tác không? Mày nghe tao nói nè, nếu chúng ta hợp tác sẽ là một đôi rất là bá đạo. Tao không thích, phần thưởng chỉ có một mà thôi. Bình tĩnh đi nghe tao nói. Ôi trời. Alo, lỗi game hả? Sao Lee Sin xài súng? Nó nạp tiền mà. Cái gì? Chơi game mà nạp tiền? Giờ sao? Bà gà chưa cúi vô mặt nó đi. Có ai hấp tung đâu mà chưa cúi. Nạp 20.000 đi, chơi xài chưa cúi nè. Nạp đi, chừng nào đánh boss xong trả cho. Rồi đó. Ra rồi à. Thằng gà Yasuo, tao mù nhưng mà tao bắn hơi bị chuẩn đây. Nạp kẹt 20. Chằn chói. Lee Sin, loại, lính. Game này dễ. Cũng khá đó. Ngươi là ai? Ta là Ma Gaming. Ngươi là Ma Gaming à? Thế ta sẽ cản bước ngư. Để coi. Nạp kẹt 20. Chăn chói. Ma Gaming, loại. Khoan, cho tao chơi lại một lần thôi. Vô đi. Non. Đứng lại. Ủa, tao có tiền mà. Alo, nạp thêm 20.000 nữa đi. Tiền đâu? Nào đánh boss xong trả cho. Rồi đó. Ở đó à? Ở đây nè. Nạp kẹt 20. Sơn kiếm tăng đam. Có tiền mà gà. Lính. Tính gan khứa Yasuo này chơi game giỏi phết. Cho tôi tham gia với. Cái game gì đâu mà dễ dữ không biết. Ủa mẹ, sao mẹ ở đây? Mà mẹ chọn nhân vật gì vậy? Bí mật. Đi về nhà. Mẹ đừng quên đây là thế giới game. Đánh thắng con đi rồi nói tiếp. Nhào vô. Cần thế nào? Kiếm giả nha. Chiêu đó hơi yếu. Tập trung vô. Ủa? Alo. Nạp cho tôi 100.000. Ghi sổ. Rồi đó. Con sẽ cho mẹ thấy thế nào là sức mạnh. Mấy cái chiêu sấm sét không có tác dụng đâu.
Tại vì ta chọn. Kết thúc được rồi. Non. Đi về nhà. Giải thưởng này lớn lắm á mẹ. Đánh boss xong đi. Thông báo, boss đã bị tiêu diệt, boss đã bị tiêu diệt. Đi đâu mà gấp vậy? Đi về. Mà anh là ai? Ta là kẻ mới đánh con boss xong. Mà anh chọn nhân vật gì mà mạnh vậy? Ta không chọn nhân vật nào cả. Nhưng ta có sức mạnh. Là sao? Tại vì ta hack game mà. Ba, chơi game hack ba. Ta sẽ cho con ngươi biết thế nào là sức mạnh. Chirugi. Phan. Tập trung vô Gasengan. Sao mà yếu quá vậy? Alo, sao có thằng hack game ở đây? Chúng tôi không biết, nhưng hiện tại trò chơi của chúng tôi đang bị hack. Phải kết thúc trò chơi nhanh thôi. Nhưng mà sao để kết thúc? Tiêu diệt hắn đi. Nhưng mà hắn ta mạnh lắm. Được, chúng tôi sẽ dồn hết tài nguyên vô hai người. Mỗi người được nạp 400 triệu. Rồi đó. Mẹ. Ok, lên. Ta ở đây. Chịu ra rồi à. Kiếm giả nha. Đói. Kết thúc được rồi. Lít, bắt nó lại. Dám hack game của tao. Chúc mừng anh chị đã chiến thắng trò chơi của chúng tôi.